Chân thành cảm ơn quý vị phụ huynh, các giáo viên và các em học sinh rất là nhiều. Nào chúng ta cùng chào khán giả nhé. 1, 2, 3. Mong quý vị có một đêm thật ngon giấc và hẹn vào chương trình vui tươi ngày sau. Cảm ơn rất nhiều.